Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ban ngành trung ương, các nhà khoa học đến từ các viện, các trường đại học trong cả nước. Đến thời điểm hiện tại, hạn hán xâm nhập mặn kéo dài đã khiến mực nước trên hệ thống kênh, rạch, vùng ngọt của tỉnh Cà Mau khô cạn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và kết cấu các công trình về giao thông thủy lợi của tỉnh. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, hạn hán năm nay sẽ kéo dài đến tháng 5, thậm chí là tháng 6, nên thiệt hại còn tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trong thời gian tới. Và riêng đối với Cà Mau thì chúng ta cũng thấy rằng là trên các cái hệ thống kênh rạch để mà trữ nước phục vụ cho sản xuất hầu như không còn một cái giọt nước nào. Điều này cho thấy là cái mức độ khủng khiếp và sự khốc liệt của cái mùa khô năm nay rất là khó cho cái sinh hoạt cũng như cho cái sản xuất của cái tỉnh Cà Mau nói riêng và cũng như của đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua thống kê, toàn tỉnh Cà Mau đã có hơn 18.000 hecta lúa bị thiệt hại, hơn 23.000 hecta rừng báo động cháy cấp 4, cấp 5, hơn 1.000 điểm sụt lún và sạt lở đất với chiều dài hơn 22 km, gây khó khăn trong việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân. Trong cái điều kiện hiện nay, đối với các cái giải pháp công trình mà khắc phục cái tình trạng sụt lún thì chúng tôi cho rằng đây là một cái giải pháp nhanh nhất, rẻ tiền nhất. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải đó là tiếp tục mời các cái cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học khảo sát, nghiên cứu để trả lời cụ thể là về cái tình trạng đó là có hay không chúng ta đưa nước vào đó thì nó xâm mặn, mà xâm mặn đến mức nào, cái lượng nước hợp lý đưa vào là bao nhiêu, rồi cái tính hiệu quả của nó khi đưa vào nó như thế nào, chúng ta phải trả lời trên cơ sở khoa học. Xong việc này phải triển khai thật nhanh để có cái biện pháp khẩn trương, nhanh chóng để kịp thời đó là ngăn chặn cái tình trạng sụp lún như hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bàn giải pháp khắc phục, ứng phó với những tác động của hạn hán xâm nhập mặn. Trong đó kiến nghị tỉnh cần điều chỉnh cơ cấu sản xuất và vụ mùa hợp lý, lựa chọn những giống cây trồng thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Đối với tình trạng sụt lún, các đại biểu cho rằng cần đánh giá cụ thể và chính xác những tác động đối với sản xuất của người dân.